chớp ngân thù. Con nói là nào đấy ạ? Dạ. Bác đang nói về nhân vật nào đấy ạ? Dạ thưa, tôi ở nhiều lắm. Tôi nhá, thì chỉ đến California thôi. Nhưng mà tôi không ở California. Tôi ở ở Việt Nam. Thì Việt Nam đó, nó thuộc là thành phần cũng phần 3, phần 4, phần 4, phần tổng đồng người Việt. Nhưng mà bây giờ tôi đã về rồi, tôi ở Việt Nam 20 mấy năm. Nhưng mà tôi về rồi, tôi không ở đó nữa. Bây giờ tôi ở cũng chỉ có nên đọc cùng một mình tôi thôi. Tôi cũng yêu thương người Việt Nam lắm, nhưng mà tôi không thích ở gần người cộng đồng Việt Nam. Vì tôi nghe tôi chiếu lỗ tai lắm. Dạ vâng. Tôi chiếu lắm. Tôi không thích. Đó. Bác ơi, bác. Tôi thích chơi người Việt Nam. Bác đã vừa nhận xét về ông thủ tướng gì đấy ạ? Dạ thưa ông thủ tướng gì đó hả? Thì bây giờ ông tướng gì ai chắc ông? À vâng, bác vừa nói về ông Đào Minh Quân đấy, đúng không ạ? Đúng rồi, Đào Minh Quân tôi nói cho bạn tôi coi, theo tôi rất theo, rồi nói anh Quân là bao, về Minh Quân cho mấy thằng
tiền đi cái lòng nhân đạo của nó rồi nó giúp thôi em, chứ còn á chưa chắc rằng á mà nó muốn đi lao cầu tiên nữa, nó rất thiệt cho anh nữa, không biết tiếng nhưng mà lao cầu tiên nữa em. Rồi bây giờ em bố lo bố áo lên em, bây giờ nè có những người làm mà náo động lên là tự gì ông Donald Trump cũng sẽ gỡ về những người mà khốn nát thêm cốt bóp thêm những điều kiện mà hành sự bên đây nè, bây giờ ông sẽ gỡ về đó. Thành ra tôi dọn họ không biết người đó cũng có con trái gì họ đó đang tung cướp tung đầu này cứ cấp cũ với người rồi đó. Thành ra bây giờ ông Trump sẽ đi về rồi mấy người muốn đổi loạn mỗi loạn lên thôi nha. Nhưng mà tôi không biết ở bên đó rồi chính phủ bên đó làm sao với mấy người đó, nhưng mà ông Trump sẽ gỡ về. Và còn một số đó mà cũng như là ông đổi trước trong thành viên 12.000 người, nhưng mà chung quy đó là có cả Mỹ, cả đủ nước quốc gia hết, cũng có Việt Nam luôn đó. Nhưng mà rồi thời gian sau nữa ông sẽ sắp đặt, ông sẽ gửi về nữa, nhưng mà mỗi miền mỗi nước. Bác ơi, tôi rất là tôi nghe dạ ông Đào Minh Quân ông ấy tuyên bố là ai tham gia đội quân ông ý để đánh đổ cộng sản. Ông tin đó, anh cứ để, ok, anh cứ để cái những lời đó tôi nói đó, ok. Khi nào là cái ông mà vào thủ tướng vào cái tôi gì đó, mà cái thằng cha mà để hâm cảm tử gì đó, để bởi đất thằng quân gì đó, cái chẳng qua là chỉ là tướng tướng cướp thôi. Không có tướng gì đó, Mỹ có các bộ hồng, ông là tướng gì, còn nó má là đánh giặc đi, ok. Bây giờ cứ bảo là Việt Nam không cho ông đánh tàu, không lấy tàu. Còn ông đó, anh xích khẩu, xích quân của ông đó, đánh tàu đi. Tại sao ông nghĩ người Việt Nam, tổng số Việt Nam rồi, đánh tàu, bây giờ ông ra bên này rồi, ok. Ông qua bên này rồi, ông mới nước quê hương của người ta, ông là quê hương của thứ hai của ông. Đó thì ông thì xích quân đi, đi qua bên tàu đó rồi dính đi. Vâng ạ. Tôi nghe, Hồng Thái Hoàng ạ. Để làm náo động cái nước của người ta đã an bình rồi, người ta đã xây dựng rồi. Nó hay quá là hồi đó mình ở bên nước nhà mình không đánh đi. Vâng. Mình đứng đi, mình đứng mình kiếm pháo đi. Trong khi đó có những lực lượng Mỹ nó chết bao nhiêu và những vũ khí của nó ủng hộ bên Cộng Hòa. Thì người ta có cái gì? Người ta vẫn, ok, người ta vẫn người ta để quấn một kiếm thắng để trừng mất của người ta. Người ta cũng có tội tắc vậy, bên nào cũng có tội tắc, nhưng mà không có đưa quân qua. Tại sao mình không có diễn trợ mà tại sao mình thua? Sở dĩ tôi nói anh một chút như vậy là tôi biết mất nước, tôi nói thiệt cho anh, tôi biết mất nước. Tôi đi ra hồi năm 71, tôi nói thiệt cho anh, sau 3 năm mấy sau là bị mất nước. Tôi biết mất nước, tôi đi trước đó. Vì tôi biết những người Việt Nam Cộng Hòa đó hả, chỉ là tham nhũng và thối nát thôi. Tôi nói thiệt cho anh đó. Đâu, tôi biết những người như vậy đó, đừng có ta đây mà quan niệm lên những cái đứa mà xanh xao để muộn này. Nhưng mà ông cha của nó nói sao, để mà nó đầu độc nó, mà nó không biết cái là cái cộng sản ra sao, mà quốc gia ra sao, nó chỉ đẻ bên đây thôi. Thì nó hùa cái ông cha đó. Cũng không hỏi rằng những cái thằng cha nào
Gửi một, gửi 100.000 đô là ông Trịnh Du ở Cali bác ạ. Gửi 100.000 đô có cái gửi bên đó để mua chuộc những người tham vọng bên đó đấy không? Vì làm từ những người tôi làm sáng động thì nhất mình hỏi những như là con gì đó Hồng Hồng gì đó cũng quên tên rồi. Không thấy Hoàng á. Nói gì đó biết. À, con Hồng... Không thấy Hoàng. Hồng... Ờ, giờ không thấy nè. Nó chỉ có 37 con. Công ty nó mất nước, nó chưa phải là chào đời nữa. Và nó biết cái gì mà ba cười, còn ba thất vỏ học gì đó. Nó có biết cái gì. Mà để nó làm, nó làm tay sai cho những người mà không đúng. Trong khi nó ở bên Việt Nam, ba mẹ nó là người Hải Phòng. Ok, ba mẹ nó, tôi bằng lòng là ba mẹ nó sống hai đời và bên bên cộng sản một thời gian và quốc gia bây giờ á thì cũng là xin lỗi anh như giống như cộng sản luôn đó hay là vô quốc gia gì đó thì tôi biết nó vào Hà Nội đó tôi chỉ biết vậy thôi nhưng mà đây của nó có biết cái gì mà nó buông lo bó áo lên cái quý vị cái một tiền đó mà nó chỉ nó để mà nguyên chuột thảy qua tại vì nó thiếu sự suy nghĩ của nó thôi. Nó thiếu sự suy nghĩ của nó. Chứ còn nghe á, người ta đó, nó giao cho nó biết. Để ai chịu đây, chỉ nó chịu thôi. Ai chịu đây. Mà đồng tiền đó, đồng tiền nó bây giờ đó, có trăm ngàn gì đó, mà không làm nhiệm vụ gì đó. Rồi bây giờ đó, bên đây xót xa này nọ kia, ôi cũng tiền, cũng là của liên lệ, cũng mấy người Mỹ công dân đó bên đây thôi à. Chứ chẳng có gì đó, hoặc là từng khúc rồi nghe vậy thôi, chứ chả là mẹ gì trên á. An phận đi sống hạnh phúc bên đây thì lo hạnh phúc bên đây em còn hạnh phúc bên kia thì mình hạnh phúc những gì mình có nhưng mà quấy động lên tất cả cái nước có việc to không biết gì đâu tôi không ăn đó hả tôi đang kiếm cái mặt không cứng nào đó ông đầu là Minh Quang nào đó là Minh Quân gì đó để tôi coi cái mặt ông già trẻ mới lớn đó sao không. Tại vì khi anh hỏi ông kia bao nhiêu tuổi, ông thì ông kia không phát rồi. Đó thành ra đó tôi muốn tôi... Dạ. Vâng ạ. Trong gì, trong dạy, trong gì. Dạ lo mà thân phận đi. Khi cái gì thân thể đi, tiếng nói của tôi là tôi không sợ đâu. Tôi nói thiệt, tôi lên biết cái gì là đúng tay. Mình an phận mình đi, mình sống ở bên đây đi, ok. Mình đó cũng dầu gì không hèn không thể cũng là ham sinh một xuống chính phủ Mỹ bên đây nó đã giúp rồi cái đi vô già đây mình có già mình có lãnh tiền già tiền đồ rồi đó tiền bác sĩ bác sừng này nọ kia đó thì cũng có chính phủ nó giúp đỡ đó thành ra mình thang phận cho mình đi đừng có lấy động để người ta yên tận bên đó cái gì ba bữa giữa tình bốn bữa này nọ kia gì từ lâu hết làm sáng động cái nước của người ta. Dạ vâng, cảm ơn bác. Mình cứ buồn mình biết thân phận của mình đi. Tôi cho tôi thì anh cứ để bạn lên tôi nói. Ok, tôi không sợ đâu, tôi nói thiệt. Tôi không sợ đâu. Một ngày nào đó, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh mà tôi là những cái gì. Ok, bây giờ tại vì anh thân thành ra tôi không có nói. Tôi không là gì hết, ok. Chứ mà đời sống mình phải biết. Không, chứ còn không dạ. Dòng thú chó đó nó sửa, nó có cá đâu. Sửa như vậy sợ người ta sợ hả? Người ta sợ đi về đi. Người ta sợ hả? Về đi, đem quân về đi. Chẳng qua là khủng bố này, khủng bố kia. Xong rồi á, làm manh áo động lên. Đào là lý tống về này nọ nọ kia để làm cái gì? 42 năm rồi. Còn ở bên nhà mình không giữ được nước của mình. Cái nhà của mình không giữ. Rồi bây giờ ra, mình sống cái gì? Còn cái bà nào đó không biết nữa, bức xúc gì đó, của mất tiền, mất cái gì đó gì, bả là chiến sĩ, còn má bả là gì đó không biết, nuôi mấy người biết tổng này nọ kia, ông rồi bả không vợ bà trước mai này nọ kia, thế làm cái gì? Bà tưởng bên đâu, bà nói với bà nè, bà có quyền bây giờ bà biết có cậu, về đi, xa cậu đó, thôi ông ở Việt Nam đó, để bà lấy quyền đi, mình phải giết các người Việt Nam đi, bà qua bên đất Mỹ làm gì? Rồi bà nói nào là cướp tài sản nó chẳng qua là tham nhũng thôi. Rồi bên lên kia chúng tôi nói là gia đình đã chết, tôi cũng bị nữa nè. Nhưng mà không bao giờ tôi quan tâm. Cái cuộc sống như vậy, gia đình tôi cũng bị nữa.
đứa em lên cái tuổi mới rồi chết, không bao lâu nó chết, 2 năm sau nó chết vì không có thuốc men, không có đủ. Lúc đó là nó chết 1977 mới có 2 năm sau à. Thành ra tôi không có tái thai hết, không có ấy. Còn cái gì còn á, về cướp tài sản, không phải tài sản của mấy người cho đó gì đâu, chỉ chẳng ra là tham nhũng rồi á, rồi ấy, chứ không phải là tài sản gì á của mấy người đó đó. Và tài sản này nọ nọ kia không chẳng ra rồi sao tài sản nó bỏ lại ôm nó đi, mà bỏ xuống đi chi. Rồi bây giờ đổ cho người ta là cướp đất, cướp đồ, cướp nhà, cướp sữa thì tài sản rồi lên cái mới ở đâu cũng phải kiếm đi, đi làm mà sống thôi. Chỉ kiếm tăng vừa vàng thì nhiều người rất là khổ. Thì mình tự trồng một củ khoai, một cây bắp để mình ăn, mình phải tìm đường để mình sống. Còn mình khổ đó không sống được thì mình phải đi, người ta làm đúng thì tao có làm vậy. Tôi nói tôi không bên ai hết, nhưng mà tôi lấy thôi. Bây giờ hỏi nữa thầy còn ai không có ở Sài Gòn phát giới gì sống. Mình phải ra, mình đưa mình trồng cũng rau, cũng hành, cũng giò là gì đó. Ok, chẳng mình có, mình hàng. Nhưng mà về quê khỏi chữa bé thì không làm được. Ok, đành bó tay. Mình phải chịu chấp nhận như vậy thôi. Mình thấy mương cải chứ. Rồi đổ thừa lên cái đứa mới rồi chồng họ đã chết rồi nọ kia. Rồi đòi ra gặp bà, đi tìm được bà chiếc mai nào đó rồi xin lỗi anh con nha. Rồi sáng hồn cái đời người ta. Người ta chỉ nói những cái gì người ta nghĩ thôi. Người ta nói những cái gì đó người ta đúng là sai thôi. Rồi bả hùng hổ lên, bả làm ấy này nọ kia. Rồi nào là bả que, là bả chiến sĩ rồi. Má bả chiến sĩ, người Việt Cộng, 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 cái sự khổ ở đây nè. Tôi là người cũng đi, nhưng mà tôi á đi về cái cách khác của tôi không chạy bỏ. Tôi đi trước khi mất nước, tôi đi 1971, nhưng mà tôi không tự hào. Tôi đi lâu hơn đi nào, bởi vì tôi biết là ở Việt Nam Cộng Hòa không đấu nổi. Tôi chỉ chuyện được qua ông tôi đi trước có vậy thôi. Thì tôi biết sẽ mất nước, nhưng mà bao lâu thì tôi không biết. Tôi biết sẽ mất. Nhưng mà toàn tham nhũng không à. Toàn lại đây, ta đây không à. Chứ thật chẳng có dính gì hết đâu á. Còn vô sữa nhiều quá. Tiền của Mỹ á. Nó trợ cấp bao nhiêu. Nó đem qua Việt Nam. Nhưng mà người ta có cái gì. Người ta cũng giờ dân. Các người ta sống. Người ta ăn than khổ, nhưng mà người ta chiến thắng. Không biết nhục mà còn nói nữa. Ok, tôi nói thì tôi cũng hơi bức xúc ra. Cho nên tôi có hơi lên tiếng, điều hơi lên tiếng với anh. Nhưng mà anh cứ việc anh để anh phát biểu anh đi. Tôi chấp nhận. Ok, anh muốn vô mạng, anh muốn vô, anh để cho họ nghe. Chữ lời gì tôi nói tôi nè. Tôi qua đây hơn họ qua đó. Nhiều người đó, chứ không phải là một hai người đó, nhiều người đó. Vâng, cảm ơn bác. Như vậy Việt Vision sẽ đưa nội dung này lên sóng để cho mọi người cùng biết bộ mặt thật của cái thằng thủ tướng tướng cướp bị bợm Đào Minh Quân bác nhá. Dạ, thì anh cứ để đi, anh cứ để cho ông nào, bà nào, tôi không cần biết. Đào Minh Quân nào đó, tôi nói chỉ là một tướng cướp thôi. Thủ tướng ai chấp nhận? Ai chấp nhận đây? Chỉ có mấy người đó chấp nhận đây à, ai chấp nhận đây? Để chừng nào thằng Mỹ nó cái chấp nhận thằng tướng đi. Vâng, cảm ơn bác ạ. Vô lâu, chạy như kiểu con chó vậy, không biết nhục. Không, nhưng mà đó, có việc đó, tôi chấp nhận, anh cứ để lên đi. Tôi chấp nhận cho những người đó nghe, tao cho những người đó nghe. Để cho mấy người đó, không, tôi không thực biết họ thấu hiểu là không thấu hiểu. Những gì đầu óc của họ đó, tôi mê rồi, không có hiểu đâu. Chỉ ta đây không à, ở xuống đất con bên đây rồi ấy. Không, rồi, tưởng ta đây. Ở bên Việt Nam đó, công an á, ok, rất là hiền lắm. Mỹ bên này nè, nó nói rất nhỏ nhẹ, nó làm quỷ lực đứng của nó hỏi nhỏ nhẹ đồng hoàng. Rồi ra, rồi nó phần trước, rồi nó mới tìm ở quần áo, rồi có vũ khí không, nó hỏi có vũ khí không. Rồi nó tìm ra, nó móc ra này nọ kia. Dám chống cự nó không? Không cần
không có tính tự nó vậy. Khi nó tới rồi đó hả, thì là nó mới làm cái chuyện này cũng đàng hoàng. Mà khi nó có vô nhà nó xét thì nó có giấy ở trên máy đưa xuống rồi. Còn làm gì là đường á, thì nó kêu nó chặn xe lại á, không ngồi lên rồi thì nó ra nó bắt rồi nó cầm, không dám kháng cự với nó nữa. Tôi nói thiệt luôn á, bởi vì nó làm á, cũng có những người cảnh sát không đúng và có những người cảnh sát đúng, nhưng mà nó làm phần nhiều lắm, kỹ lưỡng của nó dữ lắm. Nó sợ công an kịp làm của nó hết lắm. Thành ra nó làm những cái gì ở trên xuống, người ta có kỷ luật. Còn bên Việt Nam á, tôi nói thiệt với anh á, tôi nói tôi thương cho mấy anh công an dễ sợ luôn, rất là hiền. Vâng ạ. Rất là hiền luôn á. Không, tôi nói thiệt, rất là hiền, tôi nói tôi hiền hơi nhẹ đó. nó không có dũng mãnh lên. Nếu mình làm đúng một người công an, cứ việc làm với cái kinh nghiệm của trên đưa xuống, mình làm đúng được thì thôi. Đừng đạt lâm gì hết á. Nhưng tôi thấy quá hiền đi, tôi nói thiệt luôn á, quá hiền đi. Rồi bên đó nó làm vậy rồi á, tự có cái gì người ta thấy bên đây á, nó nói chuyện rất đàng hoàng, nhưng mà anh kháng cự đó nó có quyền làm, chứ không phải đừng nói nó không có quyền đâu. Anh kháng cự nó thì nó ấy, còn anh xui với nó theo thì nó xui. Đằng này Việt Nam bê lên, đang tự gì có dầu dầu mấy người mà kêu mà cánh cổng gì đó, không người tưởng ta đây này nọ kia rồi cái ông nào mà làm đồ lập tổng thống đó, ông bên Việt Nam đó, ông gì ông quân gì ấy, ông đang quân ông gì, ông gì quên tên mất rồi. Đó, đầu làm mấy gì đó, ông ở bên Việt Nam, ông củi gì đó, củi ở bên đó nó làm, rồi đầu làm tổng thống, rồi trong hai người tổng thống hết. Ông Đào Minh Quân của đầu làm tổng thống, rồi ông bên Việt Nam đầu làm tổng thống. Vũ Quang Thuận à? Hai làm dưới. Bên Việt Nam là Vũ Quang Thuận mà. Dạ, con Việt Nam thì để tôi quên tên rồi, tự nhiên tôi dẫn tôi quên tên rồi. Cái ông nào đó, ông... Vũ Quang Thuận. Đây, ông, tôi nhớ lại tôi, ông của Vũ Quang Thuận. Đúng rồi, Vũ Quang Thuận ạ. Ông cho làm tổng thống thì nói, ok, làm đi. Mệt mỏi. Đúng rồi, ông nói thiệt cho tôi, nó thiệt cho anh, nó chung mệt lắm. Nhưng mà rồi đây, tôi sẽ tiếp tục lên mạng và anh phải còn nghe tiếng nói của tôi đó. Tôi nói nữa, tôi ok, tôi sẽ nhắc hỏi anh á. Bây giờ tôi nói ok, tôi nói là chính ra nếu mà thiệt giả thì anh không biết. Nhưng tôi phải để một chủ đề nào để cho anh biết tôi là ai, ok? Ok, và vâng. Tôi nói ok, anh cứ ghi nhớ đó, là chị khỏe. Vâng, cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn bác ạ. Dạ, thì anh cứ ghi đó, chị Huệ, ok. Đó, rồi anh sẽ còn nghe tôi nói dài nữa. Mặc dù tôi không ở gần người cộng đồng bây giờ, nhưng mà tôi đã xa hết họ rồi. Tôi thấy tôi mỏi mệt quá, tôi thấy tôi nhục quá. Tôi thấy tôi nhục quá. Thành ra tôi không ở gần mấy người đó, tôi ở xa lắm. Cái hồi đó là tôi ở Virginia, thì tôi đi nhiều tiểu bang nữa, tôi ra nước ngoài nữa anh. Tôi đi nước, tôi ra nước ngoài nữa chứ không phải tôi ở nước Mỹ này không. Đó, nhưng mà lúc đó thì tôi ở Virginia. Đó, thì Virginia thì cộng đồng nó đứng đi hàng 3, hàng 4 gì đó của người cộng đồng Việt Nam đó. Không, rồi tôi chỉ đến Cali thôi chứ tôi không ở Cali. Tôi không thích ở đó. Có vậy thôi à, tự gì ở đó là tôi bất mãn lắm. Tôi không thích nghe và không thích thấy nữa. Thành ra sau này á, tôi mới mở mạng lên đó, rồi tôi coi vậy thôi. Rồi từ ngày thường tôi coi thì tôi rất là bức xúc đó. Thành ra tôi thấy những người làm á, chuyện gì tôi không à. Đó, tôi cũng thách đố ông tên nào đó đi làm tổng thống là thủ tướng thì đi về Việt Nam làm đi. Ok, lấy người đã bầu đi, không có tôi rồi. Có tổng thống ở xuống địa ngục thì có, chứ đừng nói tổng thống ở trên cái thế gian này. Vâng, chào bác Huệ nhá. Dạ ok, thì tôi cũng chúc các anh bên đó nhiều sức khỏe để lo những người dân còn lại, Cộng hòa và Cộng sản.
tôi không dám bị trụng, tôi phải nói vậy thôi nha. Đó, thành ra giờ các anh chỉ lo mấy người còn lại bên đó. Đó, rồi rồi ngày sau nữa thì khi nào mà tôi có về đó thì tôi sẽ đến tìm anh. Tôi sẽ ra Hà Nội tôi tìm anh, Tôi hứa nếu tôi bước chân về Việt Nam, tôi chưa có về Việt Nam nha. Chưa về nha, chứ không phải là đó tôi không về. Đó, nhưng mà bữa nay tôi chưa về, nhưng ngày mai tôi chết đó. Nhưng mà chưa về. Mà tôi cứ tôi về, tôi sẽ gặp anh ở ngoài Hà Nội. Bất cứ ở đâu, nếu mà gặp anh ở, nếu mà anh cứ vào Sài Gòn nó làm việc thì tôi sẽ ấy, nhưng mà tôi sẽ còn liên lạc với anh. Vâng ạ, à, cảm ơn bác. Và hiện nay... Những người ở bên Việt Nam đó, không? Những người mà sinh sau để muộn đó, không? Thì làm ơn, không? Hạnh phúc những gì mình có đi. Đó, đừng có làm những chuyện mà chống đối lại để làm cái gì. À, còn những anh chiến sĩ công hòa mà còn lại gì đó thì bây giờ mình chấp nhận như vậy đi. Không, tự vì á một cái ngón tay nó không làm được, nhưng mà nhiều ngón tay, nhưng mà những đầu sọ nó đi hết rồi, từ ông Thiệu đi, từ ông Kỳ đi hết rồi, thì bây giờ á những người chỉ thất thủ còn lại thôi. Thì bây giờ á cuộc sống mình ở bên đó rồi 42 năm rồi, thì bây giờ mình cứ tiếp tục mình sống những chuỗi ngày còn lại của mình đi. Đó, đừng có nghe những gì mà để phản động và phản gì, nó mệt lắm. Không, để cho nước đi, nước nó bình yên đi, mình mới được sống được thái bình, đó mình mới hạnh phúc. Chứ còn ở trong nước mà nó cứ lao sao, mai thì phất cờ lên, mốt thì biểu tình, nó nhôn nhau lắm. Chỉ làm gì hết trơn á, mà nó làm nó xáo động, rồi mình lo đi kiếm tiền đi, mình làm sao đất nước mình ở đó á, theo cho nên nó bình. Nó vinh quang lên đi. Thôi chứ còn đừng có làm mà tào tháo lên á. Đừng nghe những người á đâu đâu nó bọt lắm. Thì tôi chỉ cầu mong những người đó sau này đó, thì họ sống 40 mấy năm khi mà đất nước mất, và những người lớn hơn một ít á đó. Thì còn mấy người kia thì già rồi đó, thì tôi chỉ mong mỏi như vậy thôi. Vâng bác ạ, hiện nay điện thoại sắp hết pin bác ạ. Dạ. Điện thoại sắp hết pin bác ạ. Điện thoại sắp hết pin hả? Điện thoại của cháu ạ. À, ok, tôi xin phép anh nha. Dạ vâng. Ok, có gì hẹn gặp sau nha. Vâng, bác dạ, okay. Thỉnh thoảng bác gọi điện về cho khán giả trong nước và bà con được biết bác nhá. Anh cứ gửi tên mạng đi, tại vì tôi không có liên lạc mấy người này đâu, tôi không biết. Vâng. Vâng ạ. Bác ơi, thỉnh thoảng bác gọi điện về bác cho chúng cháu được biết tình hình như bác nói suy nghĩ của bác nhá. Dạ. Nhưng mà tự vì tôi gọi ở cái số kia tôi gọi liên lạc chứ vào không được. Vâng. Anh đã dùng số này đấy. Vâng vâng. Thỉnh thoảng bác cứ gọi về bác chia sẻ với chúng cháu đấy nhá, để chúng cháu đưa lên mạng ạ. Dạ ok, anh cứ lên mạng đi, tôi sẽ theo dõi những gì đó anh nghĩ trong đó, ok. Dạ vâng. Anh sẽ được phát hiện ra những cái gì trong đó. Vâng okay. ạ. Vì sao nữa. Dạ ok, xin chào anh. Vâng, chào bác ạ. Có gì bức xúc bác cứ gọi về để bọn cháu đưa lên mạng ạ. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động. Trong lòng